Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Anh vừa mới thu mua mẫu Yali của anh em nè. Đây thôi chú anh chị. À, em bán xe nè, xe em vô điều chơi nhiều lắm rồi. Để hôm nay coi mẫu Yali này đẹp như thế nào nha. Nói vậy thôi chứ em đã coi xe trước rồi. Sơn đẹp lắm, kết hợp bề gác chân bằng tre nó bộ bạc, sơn rin nè cô chú anh chị. Toàn bộ là chất sơn rin nha, nói cô chú anh chị tin hay không. Tin hay không thì tùy, từ cái tem nè, tem cửa là Mitsu nè, kết hợp bề gác chân đầy đủ rồi. À, ba ga mui, đó là hàng cọp. Tem rin luôn, 204 thôi, anh chị thấy không? À, tem rin nha, nước sơn rin nè. Ok chưa? Vỏ mới tinh nè. Vỏ nè, 90% luôn. Còn em vô kính rồi chơi rồi. 63A19048. Xe này em ngay chủ luôn. Ốp chụp của Mitsu Yali. Thường thường cô chú anh chị thấy cái mấy cái ốp rin đó, nó sẽ có cái logo Mitsu và dưới đây nó có thêm một cái núm nha. Đó. Ok chưa bà con? Cái đó là bề gác chân cạn đuôi cá đầy đủ các tính năng rồi. Bốn vỏ mới. À, bốn vỏ này dần em vừa thay mới tin. Mâm đúc nguyên bản chì bấm không có dấu hiệu là phay mâm. Ở sân rin. Xe này rửa nước nữa thôi thì chắc chắn với cô chú anh chị luôn. Chả có điểm chê. Đó, xe cọp mua dễ mua lắm. Bốn vỏ mới nha. Nè, bốn vỏ mới tin. Hai cụm đèn phía trước đèn rin. Đèn rin nè. Nè cô chú anh chị nè, xe này rơi vào tay Trần Anh thì em nói với anh chị ngày mai ngày mốt thôi, thứ ba là xong. Thứ ba em này em quay anh chị nhìn không ra đâu. Cọp, chất xe nó còn. Quan trọng là mua cái chất xe thôi. Nha cô chú anh chị. Chất xe đẹp là ok. Anh chị có phần tắp bi nè. Tắp bi đời 2004 sáng tài ông keo nè. Keo rin chất sơn rin nè. Nè, hai bên nè. Hai bên là đẹp như nhau nha cô chú anh chị. Vô lăng nè, vô lăng cỡ này nè. Trợ lực nhẹ tưng. Máy đang nổ máy đó. Máy lạnh, màn hình đầy đủ tính năng. Em là nguyên bản ghế nỉ. Đời 2004 cả mười mấy năm mà cô chú anh chị nhìn cái ghế nỉ nó còn sáng tài không? Nè, cũ số nè. Khá là ok nha cô chú anh chị nha. Màn hình cam gia đầy đủ tính năng. Đây là phần ghế nỉ nè. Nè. Mới không? Sạch không? Đó là hàng cọp của em 2004 đó bà con. Nhiều khi cô chú anh chị mua xe sao chẳng anh thấy bà con thích hay phân biệt về giá. Giá xe nó rẻ mà nó không đẹp thì chắc chắn rồi. Cô chú anh chị lên, cô chú anh chị cũng chả mua, chả nhìn được thì tất nhiên là không mua rồi. Nha cô chú anh chị nha, còn cái xe đẹp bà con nhìn vô là bà con sẽ ưng ngay cái mắt, cái nước nhìn đầu tiên. Chứ đừng nói là mở cái cửa ra. Được chưa? Phần tắp bi được cọp lắm. Hai bên nè, đẹp như nhau nè. Cái này quay lướt thôi cô chú anh chị ạ. À, lóc khóa cho em an toàn chất sơn rin. Sơn rin thì phụ cả con. Đây là bộ ghế nè. Anh chị thấy bộ ghế nỉ mới không? Mới tin không? Đó đời 2004 này cô chú anh chị phải phân biệt được cái xe đẹp hoặc là cái xe xấu. Cái ghế nỉ nó còn đẹp như thế này. 7 chỗ ngồi thôi. Anh chị nè, anh chị coi cái băng ghế nỉ phía sau nè. Có điểm nào chê không? Em là nguyên rin là trần nỉ nha. Vàng lạnh rin hết nè. Đó vậy thôi. Chất đóng cửa liền không? Đây bà con nghe nghe chất đóng cửa nè, cô chú anh chị nè. Nghe nha. Đó nghe đi. Hàng đẹp nha. Được chưa cô chú anh chị? Máy êm lắm. Đây là ghế bên phụ. Ghế bên phụ nè. Sạch sẽ tuyệt vời luôn. Keo rin hết rồi. Keo rin toàn tập 100%. Coi cái máy thử rồi sao. Nè, Mitsu. Đó là hàng đẹp á. Đăng kiểm tháng 11 năm 2022 nha cô chú anh chị. Máy thì thầm mùa xuân luôn, xe không cứng không lỗi nè. Đây là cục máy nè cô chú anh chị. Chị máy êm không? Êm ru, dàn trước là nguyên bản nè. Đó là hàng cọp. Vậy thôi. Keo nè, keo cho nó có bô nè. Rin 100% nè. Sơn rin phủ từ trong ra ngoài nha. Đó. Mới mua tức thì cho nên là chạy qua thời gian nó bám bụi thôi. Chạy bao phê. Đó, cọp chưa? Để vô hỏi anh em.
Ủa em chạy cái Yoli này em ra tên chính chủ rồi phải không? Ok anh, ra tên chính chủ rồi anh. Ra tên chính chủ rồi đúng không? Dạ. Em chạy em cho anh hỏi nha. Thường thường á, khách của anh á, người ta hay nói là xe này chạy 12, 13 lít thì em nói thử coi em chạy trải nghiệm rồi, em chạy bao nhiêu lít? Em rồi, ok rồi. Anh, cái xe này theo người ta nói là 12, 13 lít thật sự không có đâu. Nếu chở khách đủ tải á, đủ người á, thì rơi vô khoảng cả 10 lít, đến 10 lít hơn. Còn nếu em đi một mình em thì không tới 10 lít anh. Tại em đi Sài Gòn với Đà Lạt là đi tuyến cố định. Em đi mua bán mà lên luôn xuống liên tục. Hồi trước là anh bán cho em cái xe này đúng không? Ok em anh. Chạy bao nhiêu năm em có thấy bây giờ nó bị ho lao sổ mũi làm đường không? Không, đó, chuẩn lắm anh. Tại vì giờ điều kiện của em muốn nâng lên, thành ra em mới chuyển xe tải kinh doanh em mới ra, chứ ra rất là tiếc. Chạy rất là chuẩn, rất là ngon. Chạy khỏi suy nghĩ việc nằm đường hay là tất tần tật gì đi anh. Rồi thấy okay. Xe Trần Anh bán em chạy cả gần cả năm nay em quay đầu em thấy ok không? Ok anh. Anh em làm ăn rất uy tín. Thằng em mà trước okay. Mua xe Yoli bên Trần Anh á thì đó quay đầu để bán cho em, chiếc xe hôm nay còn đẹp nữa. Em về em vô đồ đẹp hết rồi. Đó anh chị thấy không? Lời nói của khách thôi, mình bán xe cho khách và để khách quay lại, khách bán lại cho mình. Đó là một cái gì đó hay. Chứ còn khách mua của mình rồi người ta ghét, người ta không bán lại cho mình nữa thì không được. Được chưa? Chạy đi đâu mẫu xe Trần Anh bán ra đi, có vài năm cũng phải tìm tới Trần Anh. Ngày xưa em bán xe này cho em trai này 150 triệu lên. Em trai chạy cả năm nay. Anh chị thấy không? Không bao giờ có chuyện phải làm đường. Đó là chiếc xe cọp đó. Xe em về em ra tên ngay chủ em luôn rồi. Giờ bán lại cho Trần Anh, ký quyền cho Trần Anh thôi. Đó anh chị thấy mẫu gia đình hàng đẹp không? Vậy thôi bà con, yêu cái đẹp thì alo cho em nha. Còn bên em không có bán xe ngập nước, cứng đụng hay lỗi nha cô chú anh chị nha. Tiền nào thì phải ấy. Thôi Trần Anh kết thúc chương trình tại đây này. Em see you and goodbye.